rồi. Đúng. Bóc rồi đó. Trời ơi. What? Vẫn không được. Em vẫn chưa hạ được tu hú. Buồn bóp một phát giữ người. Rớt chưa, rớt chưa? Rớt rồi, đây đây đây. Từ từ. Làm cho nó viên nữa. Rồi. Em lại bắn bội. Hả? Không lút, không lút. Chết nhắc rồi. Ôi. Ôi. Không, không, qua bên kia chắn đi. Nó còn đâu đây à? Bên đó anh, nó ở sát lửa rìa. Được không? À? Được không? Đây đây nè, nè nè nè. Đó đó, qua anh rồi đó. Thấy chưa? Anh chặn ngay cái đường mương đi. Chặn ngay đường mương lên á. Không bắn được, không có góc bắn này. Còn sống. Anh chặn bên đó nha. Có đường xuống chưa? Thôi vậy là chết rồi. Em lủi nó luôn nè. Em hết đạn rồi, với đâu nè. Em hết đạn rồi, với đâu nè. Em còn thấy nó nè. Anh đưa đạn cho em đi. Qua đây bắn được. Ừ. Rồi ơi, nó còn nằm đây. Anh Cường ơi. Nó còn nằm đây nè. Đưa đạn cho em đi. Đây nè, lỗ đây. Nghe bạn thấy nó đứng chổng không? Giờ bắn nó nha. Chưa. Không biết cái đầu nó đang nằm hướng nào. Ôi, chắc chết rồi. Chết chưa mày? Trời ơi, lụm con tôi hú cực quá. Chắc chết rồi đó. Cực quá. Bấm lên con tôi hú. Thì đang rút ở trong kia. Đây các bạn ơi. Trời ơi. Lụm con này khổ quá. Bởi vậy nó rớt lỗi bụi đâu, đâu phải là lụm được đâu. Không kịp bấm máy quay luôn. Nó bay về cái nó đứng đó là. Anh biết là nó. Đây các bạn. Đồ hú nè. Bắn bồi mấy viên nó mới chịu nằm. Chạy dữ quá. Còn khỏe anh Cường ơi. Rất à. Cởi áo cái hơ ô kiến hả? Nè. Kiến. Nè anh Cường. Ôi. Động má đau xanh. Chua lẻ bấm thiêu luôn. Nè bạn. Huyết dơ hết còn luôn rồi. Bắn luôn. Bắn viên đầu tiên giữa ngực này. Dưa hết mấy quay. Bắn giữa ngực về rồi mà còn bay nữa các bạn. Bắn viên đầu tiên giữa ngực đấy. Viên thứ hai là nó đục xuống. Sợ thật. Kiến này. Đuối quá, đuối quá. Kiến. Ông vô kìa, ổ kiến lửa. Ghê thật cái chứ, trời nó bu đầy người luôn. Đây là nhìn trên cái áo của anh này.
Ừ. Anh nhìn cái áo anh. Giờ phủi đi mới mặc được chứ sao vậy? Cầm lên trên kia. Dạ, ok. Mày. Ơ con gì? Đem qua lùm cho. Thường bắn được con gì này, cu hay con gì á. Đâu anh? À, ui, con vô cá. Con sống. Con sống, con sống. Con này mà anh kêu con cho cháo cho được. Thấy rồi, nhưng mà em bồi nó viên đó. Ui, vẫn còn chạy. Con điên này. Hôm nay em gặp cái thứ gì không rồi. Cho một viên nữa nhá. Rồi. Ấy. 3 viên rồi nha mày. Con này nó tập tạ. Hử? Tập tạ chắc luôn, 3 viên. Thôi lần này thì nó lật rồi. Ba viên mới chịu lật các bạn. Nè. Bồi cá. Thôi bồi 3 viên mới lật á. Này bị điên rồi. Dạ chim chú. Dạ. Bắn bắn ná chú. Thấy nó bay về nó quay cái ngược anh chở nó con chào chảo. Em bắn nó thêm 2 viên nữa nó còn chưa chết này. Đây, có được tiếng nào bắn nghe mới chính xác hả? Dạ. Chưa thấy con nào trâu như con này luôn, 3 viên. Rồi, phóc rồi đó. Trời ơi, nó trâu ha. Trâu kinh tởm. Có con nào gần hơn. Có con nào không? Đây có con nào luôn. Ấy. Trời đi. Nhục. Quá nhục rồi. Đóng đi. Con nó không ngu. Ấy, rồi. Lâm. Đang nhảy lên mới ghê chứ. Nhảy. Ê, còn bắn con bên kia đó. Bắn con bên kia rồi lùm ha. Đây, anh đang vô quần, vô quần anh lùm luôn đi. Nó trúng gần cổ sao. Đâu ấy, trong sâu anh sâu rồi. Lùm luôn. Ui giời, chiêu nữa. Còn toàn lông với máu không à. Nó lủi đâu vậy á. Anh em mình không để ý qua bán con kia. Thấy nó gục vậy ha. Rồi, ok, nhìn cảnh rất đẹp. Thôi loài quá trời luôn nè. Mốt mình đưa cần câu lên câu mấy con này nè. Ừ, câu được hả? Thôi loài bự luôn á. Thôi loài biển xong không? Ừ, hồi này em thấy mấy con bự lắm rồi. Ừ, đó, đó, đó. Bự lắm luôn á, chứ không phải thôi loài nhỏ đâu. Kìa, mấy con nữa kìa. Chết luôn nè, mặt ở trên. Hồi trước em đi Vũng Tàu em bắn mấy con này tiếu lắm. Đi, em ơi. Đi. Hồi nãy em thấy con to lắm. Không nỡ buông. Không nỡ buông. Rớt nha các bạn.
10 kg. Sao bắn được? Đây sao mà lờ luôn. Hả? Bắn vào đâu? Đu trên cành bắn vào đầu này. Đu bắn xuyên đầu luôn, con này xuyên đầu. Ừ, xuyên đầu hèn chi rớt xuống không chạy nữa. Tuyệt vời, một con nữa nha các bạn. Con này unu luôn. Con này mập lắm con cười. Ok, con này ướt thôi chứ nó mập hơn mấy con kia đúng không? Đây đây coi. Ừ. Cầm cái mỏ không nó lạ. Này anh cầm đây không nó dậy. Đã. Tính đang đấy chạy đuổi theo lợn rồi biết rồi. Còn con chấn kìa. Con phướn. Con phướn hả? Ừ. Anh đi bộ cho anh chơi nó đi. Tuyệt vời nhớ bạn. Ok em. Ba tú. Ok. Ôi, chạy thụt lưới. Với lại không mở cốp rồi nhắc ra ba con nhưng không có cái cụ để bảo chứ có con cứ xách đi xách lại. Nãy giờ mà tại anh không quay được mà. Ừ. Anh không quay được cảnh em bắn. Không là lại bảo một con cứ làm đi làm lại đúng không? Một con cứ làm đi làm lại đúng không? Nãy anh em mình đi bắn tu hú nha các bạn. Đây là săn tu hú rồi đó. Nãy giờ gặp cung nhí nhiều lắm. Tha. Ngoài em ơi, chắc xong pha này để bỏ dưa ra ăn đây. Thôi, anh em mình ngồi xuống đây quất phát. Quất phát nghề ghê quá. Đến Cường ơi. Chúng ngay mu lưng á. Ngay mu lưng hả? Ừ. Ngay đây nè, ngay đây hỏi sao không chết. Rùng thẳng luôn. Ê, nó kìa. Ôi, lại bay, tu hú về các bạn. Con này còn phướn nữa. Ướt mềm. Mày chú ý lúc nào mày quay cái cảnh. Ôi, cái tội không bay. Nếu mà không bay thì coi như xong. Ê. Ê. Lông rồi. Anh cầm giùm em. Anh chạy xe. Anh thấy lông không? Đi lên lên lên. Lên luôn. Bỏ đâu? Lên. Kẹp vô xe đi. Đây bên bờ đó. Bắn đi em qua em lùm nha. Rớt rồi đó. Rồi sang lùm đi. Đứng đi. Em qua em lùm nha. Rớt rồi nha các bạn. Ôi hai con cu cườm đứng bụi không bắt. Đi vô đây lùm. Một phát ăn ngay. Mình hít cho các bạn. Bắn chi cho khó rồi đi lụm không? Đâu ta? Lông đây nè. Lông còn đây mà. Chim đâu? Trời ơi. Ý. À đây. Gà thiệt chứ. Nãy giờ lo nhìn trong nó nằm ngoài đây. Nằm đây mà không thấy. Vô con. Nãy giờ nó nhìn trong đây các bạn. Nằm tuốt ngoài. Tuyệt vời. Lụm đuối luôn. Bắn từ bên ngoài trong bên kia qua nha các bạn.